khi mà mình nghe cái tin là dừng tất cả các chuyến bay trong nước lại thì mình cũng mắc kẹt lại không vào được Sài Gòn, thì mình cũng cảm thấy rất là buồn khi mà xa gia đình. Cũng may mắn là từ Hà Nội mình về Từ Sơn cũng gần, và cũng may mắn là có đội tuyển cầu lông Việt Nam tập huấn tại đây, thì cũng nói chung là cũng buồn nhưng mà cũng vui là các bạn ở đây cũng rất hòa đồng, cũng giúp đỡ bên mọi thứ. Đáng ra Tiến Minh phải ra Bắc Ninh từ lâu để tập huấn cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam. Tuy nhiên, bộ môn đã tạo điều kiện để tay vợt này tập luôn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên, việc được về trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đợt này chẳng khác nào lần trở về nhà của tay vợt này. Tiến Minh là vận động viên nằm trong quyết định tập trung của đội tuyển. Vì vậy khi Tiến Minh tập luyện tại đội tuyển thì cũng sẽ được ban huấn luyện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tiến Minh có thể tập luyện và tiếp tục cống hiến cho cầu lông Việt Nam. Đồng đội mới, môi trường mới và cũng mới trở lại, Tiến Minh đã bắt tay ngay vào tập luyện để tìm lại phong độ của mình. Tất nhiên là sau một tháng thì cái cảm giác thì tất nhiên là nó sẽ mất đi nhiều rồi, cảm giác thể lực mọi thứ đều mất đi. Nhưng mà cũng không sao, mình nghĩ là tại vì bây giờ thì cũng còn lâu mới đi đấu giải và mình cũng không sao. Ở đây thì có rất ở Từ Sơn này có rất là nhiều bạn đội tuyển thì cũng hỗ trợ cho mình, thì mình hy vọng là trong vòng một tháng là mình sẽ lấy lại được phong độ. Vừa tập, anh vừa mong dịch sớm qua để được trở về thành phố Hồ Chí Minh đoàn tụ với gia đình.